Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk cùng các đơn vị chức năng đang củng cố hồ sơ để xử lý một xưởng cưa hoạt động không phép có tập kết trên 12 mét khối gỗ lậu. Trước đó, đêm 20 tháng 4, một tổ công tác của Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Công an huyện Esup tiến hành kiểm tra và phát hiện một xưởng cưa hoạt động có nhiều vi phạm ở thôn 4B, xã Chư Cơ Bang, huyện Esup. Chủ xưởng cưa là ông Hoàng Văn Hoa, 44 tuổi, trú tại thôn 2, thị trấn Esup, huyện Esup. Xưởng cưa này được ông Hoa mở từ đầu tháng 1 năm 2020. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong xưởng có 231 lóng gỗ tròn, dài từ 2 đến 4,5 mét, đường kính từ 10 đến 20 cm. 4.640 thanh gỗ đã được cưa xẻ thành phẩm, dài 2 mét, với tổng khối lượng trên 12 mét khối, chủ yếu là gỗ dầu và gỗ cam xe. Tại thời điểm kiểm tra, ông Hoa không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ nào chứng minh được nguồn gốc số gỗ trên. Xưởng cưa này cũng hoạt động không phép. Ông Hoa cho biết, ông thường xuyên thu mua gỗ của người dân trên địa bàn xã Chư Cơ Bang để sơ chế rồi bán lại. Hiện vụ việc đã được Phòng An ninh Kinh tế Công an tỉnh Đắk Lắk chuyển giao cho Công an huyện Esup để tiếp tục điều tra, làm rõ. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.